Anh với ai đây? Anh chị Mai đây đây. Không trọng đai nhá, bắt cả ấy nhá, bằng mạch nhá. Không không. Sân này vẫn là sân thắng rồi. Rồi, thắng rồi. Mày đưa vào chỗ ngang ba mà anh quên làm gì? Đầy nữa rồi. Để em lên nhá. Ờ. Một ông làm thời loại là chưa đủ lại còn ám sát ông này. Chị Mai ơi, chị Mai không? Mai không đâu. Chưa phải đâu. Nếu mà khi đấy là đánh ở đúng vị trí không ai dám bạch người đâu. Nên cơ không mở ở nhà hai chồng không chút bên gì à? Thôi, để còn phát. Ảnh lắm. Có lẽ. Hay quá. Hay quá. Tốt. Rồi. Hai đều. Vướng vướng chị Mai. Hai đều. Đưa tay cao mặt chị ấy. Ý gì được. Thế chưa? Hai đều à? Hai đều. Của anh này. Hôm nay mình chơi với bọn nhỏ à? Ui dồi ôi. Quá sầm phết. Đi về đội bên thằng. Không có lùi xe đâu, ngồi lên xe. Dậy xe. Không, khoảng ngày xưa đưa chị đi toàn ngồi trên xe chơi đi. Nhưng mà anh thưởng, anh... Ui bỏ. Ui dồi, ba đều. Ôi, chú với anh là phải cách sân 1.5 mét. Chú mới đứng nó lửa mét. Thế mà ra ngoài nhỉ? Bên đấy chả thấy ai cảm ơn Hải. Chả ai. Bên anh bên kia anh cảm ơn suốt. Hải vừa sang đã gài rồi và chú vừa xả bên anh. Rồi. Ê, ôm kìa. Đều chưa? Ôm rồi. 4-3. Ui, dồi, hay quá. Nhưng không được tính điểm. Tí thì được. Tí thì được. Anh xin có kỹ năng của anh. 5-4 à? Đây. Ok nha, cắt đi. Rồi. Hay quá. Quả nhảy cao nhỉ. Lên sạc. Hai cái quân. Lại đi em. Hay quá. Bỏ bỏ. Hay quá. Trời ơi. Cảm ơn Hải đây. Cảm ơn Hải nha. Đau lắm đấy. Anh yêu gì. Câu cảm ơn đấy là rất là đau lòng. 1, 2, 3, 4, 5, 6 viên Hải ạ. À. Anh em mình là cứ đứng 6 viên. Đau lắm đấy. 6 viên mà phát. Đau lắm đấy. Anh có về chỗ không? Ờ. Quá nhìn anh chiến đấu còn lâu bây giờ ấy. Chứ nhìn anh chỉ xảy ra thế thôi. Mẹ. Hay quá. Đúng rồi. Đang ở đấy. Chơi chơi. Đây hết bóng. Quả lên nối lắm. Quân cao thì đúng là mình nhảy cơ mà. Tay anh rơi là bằng lưới rồi. Luôn. Phải đây, sáu đây. Em bỏ kính rồi. Bỏ kính nhỉ, trên này đấy, đâu này. Rồi. Đã xong. Đấy. Rồi. Thầy giáo rồi. Đấy, lỗi như lợn. Chưa rồi. Chưa rồi. Rồi. Chưa rồi. Chưa rồi. Chưa rồi. Chưa rồi. Chưa rồi. Em phải đâm xa mà. Này. Hai. Rồi. Năm ạ. Lấy mệnh ra đây. Hai. Tập xuống. Ôi. Phải đều. Bóng người dưới anh
Vâng con, có con. Có thật đấy. Ôi, 87. Đánh vào đầu bà Phượng em mà này. Có nhỉ. Thật tay lên. Thật tay à? Rồi, mất rồi. Rồi, hả? Hay quá. Đây. Con đấy, con đấy. Sao ở đây mày? Qua đấy. Rồi. Sang. Ừ, rồi. Ngoài chứ. Không quý ở gần đấy mà. Quý là người đứng gần bóng nhất. Vào đây, vào đây em ơi. Chú tập này đúng không? Mãi giữa phải trồng á. Ừ. Kinh nhỉ. Nhảy nhau vào này. Ờ. Mình cố gắng lên 11 nhá. Cố lên 11, cố lên. Lên. Cố gắng. Làm ngất. Đẹp quá anh ơi. Đẹp quá. Hay quá. Ai dạ, ghê ghê. Còn đây. Lên đi. Hay lắm. Luôn. Cam mê thần trưởng. Hay quá. Hay quá. Ngoài đỡ rồi, bảo không đỡ được, hai tánh được, tránh là sao được. 28 rồi. bình thường quá bình thường thì đây ngoài chơi rồi. Hay quá. Anh chỉ qua rồi đấy. Ui. Ta đi em. Ui. 4-8. Đấy, cá đi. Anh em ơi. Để cho họ lên nhiều quá. Sâu quá hả? Hay là thấp? Thấp. Tốt. Ok, 5-8. Ba quả nữa là hoài. Cắt đi bên mình mạnh như này hôm qua đấy, mấy người đều hoài nhá. Ôi dồi ôi, cục kiểu ơi. 6-8. Quả đấy em đỡ. Đỡ được chúng chẳng qua là đấy, mạnh quá em cũng không được lên. Đó, chắc đúng vào mặt em. Là em, chị đi. Quả đấy em chị không muốn được à? lên anh, lại bên kia đấy. Đó. Cô vợ, à cô dẹp ạ. Rồi. Vợ. Vợ.
Chị Mai đâu rồi? Chị Mai đâu? Không cầm đi nào. Không có em. Ôi giời. Quân. Anh quá anh Quân ơi. Rồi. Ok em tự lấy. Quản lý mới tập em. Không, cái bảo quản đấy để cho anh phát này. Hàng xóm trường nhau. Đúng rồi, bên đấy phải nhồi cho bác Hòa nhiều vào. Thanh Quý ơi. Dạ. Ở ngoài đây. Cái mày đang ngoài. Lên đi. Ừ. Đấy rồi. Pep. Rồi. Pep boy. Thực ra là nếu mà bên mình và anh em mình đánh thì bên mình thắng đâu rồi chứ. Nhưng mà tại bóng hết rồi. Vừa nói anh Quân anh chứng minh luôn. Không phải vấn đề là em bảo em góp ý bên Quân, anh Quân cứ bóng khang người của anh Quân không bị nhau người nên là nó không có chính xác. Rồi. Cái này đấy. Hay quá. Hay quá. Chết lần sau không một đánh khó nữa nha. Dễ mà. Khó này, khó rồi. Rồi. Chị Mai. Mai đường này chờ bắn được bóng của em Quý. Ba không? Ba không ấy. Chạy xuống chỗ ngủ không giờ. Chờ rồi đẹp, chú xì luôn này. Rồi. Chậm thế này. Chậm nhanh. Anh ngồi lên kịp. 1. 2.